Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel First Date. Vâng. Thì hôm nay các bạn có cảm thấy là đặc biệt xin thì đã set up rồi các thứ rồi để quay không? Trong khi bình thường thì Gà sẽ rất là lười. Gà sẽ chỉ ở phòng xong rồi bắt đầu nhưng hôm nay Gà đã lười hơn hôm nay Gà đã xin hơn rất là nhiều. Mọi người có muốn cổ tay Tuyên Nhung một cái không? Thì rõ ràng là phải Tuyên Nhung rồi thì người ta đã xin hơn rất là nhiều mà. Chấm nước mắt. Như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay thì Gà sẽ gọi là show cho các bạn cái chương trình diễn ra da hàng ngày của Gà. Và hôm nay thì có update một chút xíu là có thêm cái nhân vật này. Thì đây là máy Hadakure N4800. Thì mình thấy là cái máy Hadakure này thì nó đã quá sức là quen thuộc với rất là nhiều bạn. Và những cái bạn mà kiểu skincare chuyên nghiệp rồi, những cái bạn mà skincare từ cách đây vài năm rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ phải biết đến cái máy Hadakure này. Tuy nhiên, để cho những cái bạn mà mới tập tành skincare thôi, chưa biết thì máy Hadakure này là cái máy hiểu nôm na thôi nha. Thì nó sẽ là một cái máy mà nó sản xuất ra ion, nó sẽ sản sinh ra ion, rồi cái ion đó nó sẽ đi lên bề mặt da để nó giúp cho cái bước làm sạch thì nó sẽ làm cho da mình sạch hơn. Rồi cái bước mà apply kem dưỡng ẩm rồi các kiểu á thì nó sẽ giúp cho là cái kem dưỡng ẩm rồi những cái chất mà mình bôi lên da, serum rồi các thứ thì nó thấm vào da mình nó sâu hơn. Thì trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn qua cái cách sử dụng máy Hadakure này cho những cái bạn nào mà chưa biết sử dụng ha. Trước mặt Gà bây giờ thì đang đầy đủ tất cả mọi thứ rồi thì bây giờ mình cũng bắt đầu thôi chứ còn chờ gì nữa. Các bạn có thấy là hôm nay nhìn mặt Gà có vẻ buông hơn hàng ngày không? Đó là bởi vì do là cái da của Gà hiện tại đang hoàn toàn là mặt bọt đó. Gà chỉ đánh thêm một tí son, chút son thôi để nhìn cho đỡ chết trôi, nhưng mà thật ra thì đây là cái da bình thường của Gà. Thì nói chung là da của Gà vẫn là da hỗn hợp thiên dầu, nó sẽ là bị dầu nhiều ở cái vùng chữ T này nè, với lại là lâu lâu thì hiện tại lúc mà Gà xuống Sài Gòn thì Gà còn bị dầu ở hai cái vùng này nữa, hai cái vùng nổi cho lông bên má. Nên nói chung là da của Gà lúc mà xuống Sài Gòn nó sẽ không đẹp như là lúc Gà ở Đà Lạt. Thì trước khi mà mình skincare thì mình nên cuộn cái tóc mình lên đã ha, còn là cái lô hồng trong truyền thuyết. Again thì Gà là một con người rất là thích honey, bởi vì Gà quá thích honey nên Gà bắt chiếc lô hồng giống honey. Đó là một câu chuyện nhỏ. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy Hadakure này ha. Thì lúc mà các bạn mua cái máy Hadakure này nè, thì nó sẽ bao gồm là cho mình một cái máy như vậy, một cái túi để mình mang đi du lịch, rồi nói chung là đó, túi đựng rồi đồ sạc rồi các thứ thì không kể. Ngoài ra thì nó còn sẽ cho mình thêm mấy cái vòng như vậy nữa. Mấy cái vòng này để làm gì thì lát chúng ta biết ha. Thì cái máy Hadakure này nó sẽ có tổng cộng là 4 chế độ. Cái chế độ đầu tiên á là cái chế độ làm sạch, hot cleansing. Rồi cái chế độ thứ hai là cái chế độ moisturizer. Nói chung là nó liên quan đến cái vấn đề là mình sẽ đưa những cái tinh chất vào trong mặt mà nó sâu hơn, thì đó chính là bước thứ hai. Rồi tới cái bước thứ ba này là bước cool mask. Thì lúc mà mình đắp mặt nạ thì mình có thể sử dụng cái bước thứ ba này để cho nó là làm lạnh cái mặt nạ, để cho tinh chất trong mặt nạ thấm vào da mình gọi là căng hơn, da nhiều hơn. Rồi cái chế độ thứ tư thì là chế độ mà để mình có thể là cái máy này nó sẽ lạnh xong mình áp lên da thì nó sẽ giúp mình thu nhỏ độ chân lông. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ không sử dụng cái chế độ thứ ba thứ tư, tại vì nói chung là mình cũng là một đứa lười ơi là lười, nên cái chương trình dưỡng da hàng ngày của mình á thì nó không có cái bước mà gọi là đắp mặt nạ rồi đi máy đâu. Mà mình cũng không thu nhỏ độ chân lông bằng cái máy này luôn, tại vì cái máy này theo nghiên cứu của mình biết đó là mình chỉ có thể ví dụ như là nó nhiệt độ trong phòng đúng không, đang là 30 độ thì nhiệt độ trong máy nó sẽ giảm xuống 10 độ, nó khoảng 20 độ. Thì lúc mà đi lên da thì nó sẽ không thật sự là kiểu nó cool lắm á, thì nó sẽ không có cái, nó sẽ không giúp cho mình thu nhỏ độ chân lông bao nhiêu hết. Rồi thêm một cái nữa là những cái bạn ở trên mạng mình đọc á thì mấy bạn nói là cái máy này khi mà mang về Đà Lạt á thì cái chế độ thứ tư này sử dụng rất là thích, tại vì những cái vùng lạnh như Đà Lạt á thì căn bản là nó cũng đã lạnh rồi, nên cái máy này nó còn giảm xuống 10 độ nữa, nên lúc mà đi lên da là y như đi đá lên da vậy, nó cảm thấy là độ chân lông rất là xe luôn. Thì hai cái chế độ này thì mình sẽ để dành để khi mà về Đà Lạt thì mình dùng, còn hiện tại ở Sài Gòn thì nè Gà đã tẩy trang với lại rửa mặt xong rồi, chứ làm sạch thì chúng ta sẽ nói trong một cái video khác. Nhưng mà thật ra thì cũng không có gì để nói nhiều lắm, tại vì cái bước làm sạch của Gà thì nó chỉ bao gồm hai bước, là Gà sẽ sử dụng một cái miếng pad để Gà thấm đẫm cái đấy gọi là cái gì, cái nước tẩy trang ấy, xong rồi bắt đầu lau khắp mặt thôi. Sau khi lau sạch với lại khoảng tầm 3-4 miếng pad rồi thì Gà rửa mặt bình thường với lại là máy rửa mặt. Nói chung là cũng không có gì ghê gớm, cũng không có gì thay đổi so với những cái chương trình diễn ra trước đây. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái chương trình diễn ra bây giờ luôn ha. Rồi thì Gà vừa mới zoom các bạn rồi, các bạn có thấy được cái mặt của Gà rõ hơn. Thì hiện tại các bạn có thể thấy là trên mặt Gà cũng không có nhiều gọi là mụn to lắm, nó chỉ là vấn đề về lỗ chân lông
xong rồi vẫn là vấn đề mụn đầu đen 100 năm rồi thì nó vẫn không biến mất. Nhưng mà biết sao được, cái này là do vấn đề về DNA rồi gen rồi các kiểu rồi nha. Không nên trách bố mẹ đúng không? Đúng không? Đúng không? Bố mẹ sinh ra mà nó sẽ trách bố mẹ được. Đầu tiên thì mình sẽ hỗ trợ cho cái việc làm sạch da của mình trước đó. Thì trước đó là mình đã nói rồi là mình đã tẩy trang với lại đã dùng sữa rửa mặt rồi. Thì tiếp theo của cái bước làm sạch sẽ là bước dùng toner đúng không? Thì ở đây á, mình sẽ có một cái hộp này là One Step Original Clear Pad của Core RX. Đó, mình cũng không biết là phải đọc sao với cái brand này. Thì đằng trước á, các bạn có thấy là nhìn nó rất là cute không? Thì nó kiểu siêu cấp cute luôn. Đó, thì là cái hộp này sẽ là cái hộp mà nó có thấm dung dịch toner sẵn cho mình rồi. Nó sẽ có những cái miếng bông như thế này nè. Là trong này đã có sẵn dung dịch toner rồi. Thì dung dịch trong này là hỗn hợp của BHA và SA. Thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ tẩy da chết nhẹ nữa. Thì nó sẽ hợp với những người như gà. Tại vì những người như gà là những người không phải tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng. Ngoài ra thì da thì thường đổ dầu nên nó khá là dơ. Tại vì nó cứ kiểu trên bề mặt mà nó không có láng là nó cứ kiểu hút 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 mấy cái mà kiểu dirt rồi các kiểu vào, thì nói chung là nhìn rất là khó chịu. Nên thì đó, với lại là bản thân gà cũng không phải là người hay tiếp xúc ánh nắng nhiều thì sử dụng cái sản phẩm này sẽ không lo bị đen đi. Tuy nhiên là những cái bạn mà phải tiếp xúc nhiều ánh nắng á thì dùng cái sản phẩm mà có SPF và BHA như thế này thì nói chung là nó sẽ không có tốt lắm á. Nên mình sẽ không highly recommend cho những cái bạn nào mà kiểu phải ra nắng nhiều đó. Thì ha, mình sẽ cầm cái máy lên đúng không? Thì cái máy này nó sẽ có ba cái nút. Nút đầu tiên là nút khởi động nè. Nút này là nút để chọn chương trình. Còn nút này là nút để mình chọn cường độ mạnh hay nhẹ hay yếu. Thì đầu tiên mình sẽ phải là gắn cái miếng bông này vào. Thì mình cảm thấy là cái miếng bông này nó sẽ rất là tiện khi sử dụng cái máy Hada Create trong cái bước làm sạch á. Tại vì nó là một miếng bông đã có sẵn toner, mình chỉ cần đó, mình để lên vậy xong rồi mình gắn cái bạc vô một phát là xong rồi, đó thấy không? Rất là vừa vặn luôn, nên nói chung là cái này giống như sinh ra dành cho nhau. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút này ha. Rồi nó khởi động rồi nè. Nó đang ở chương trình đầu tiên rồi. Chương trình này là chương trình Hot Cleansing. Vừa cái máy này nó sẽ nóng lên, xong bắt đầu mình sẽ đưa nó khắp mặt để cho nó đẩy ion ra, đẩy ion vô gì đó. Xong rồi nó sẽ hút cái chất bẩn trên mặt mình ra. Thì đây, thì cái chế độ này nó sẽ chạy trong vòng 3 phút. Xong rồi nó sẽ báo. Thì lúc mà mình đưa lên mặt thì mình sẽ có cái cảm giác là nó tương đối là ấm ý. Máy nó kiểu nóng lên, không là ấm lắm. Thì lúc đưa máy mình cũng đưa nhẹ nhẹ thôi chứ của mình cũng không có chi hay trà hay gì hết trơn. Có thể là các bạn sẽ nghe thấy tiếng trong video này khá là ồn. Tại vì xung quanh mình nó đang ồn. Đây rất là cận cái vùng mũi luôn, tại vì cái vùng mũi là cái vùng da mà dơ nhất. Nó vừa dầu và nó vừa nhiều sợi bã nhờ. Nó vừa nhiều mụn đậu đen đó. Thì một cái quy trình chạy máy này á, nếu mà các bạn chạy đủ 4 bước thì nó sẽ tầm 15 phút. Tuy nhiên nếu mà mình chạy cỡ 2 bước thôi thì chắc là nó chia đôi thời gian ra. Thì chắc tầm cỡ 8, 9, 10 phút. Nói chung là cái này không dành cho những bạn nào mà lười skincare đâu. Bởi vì không thời gian. Cái máy này mình mua cũng không có quá đắt lắm. Nó giá tầm là bao nhiêu trời? Cái giá của nó thì tầm nếu mà các bạn order á, là các bạn order được giá rẻ thì nó sẽ tầm là khoảng tầm 5 triệu á. Đó, tầm 5 triệu. Còn nếu mà các bạn mua ở những cái chỗ mà bán hàng giá sẵn á, thì chắc nó sẽ tầm trên lên tới 6 triệu, hoặc 6 triệu 2, hoặc 6 triệu rưỡi lận. Vậy các bạn tùy chỗ các bạn order. Thì đây, các bạn có thể thấy là qua một lần đi thì kiểu như là siêu dơ luôn đó. Các bạn có thấy không? Thấy rõ không ta? Nếu như mà siêu dơ luôn. Thì đó, thường thường thì lúc mà mình sử dụng cái này mà mình đi máy như vậy thì mình thấy là da mặt mình sạch hơn so với việc chỉ lau toner rất là nhiều. Thì bình thường nếu mà mình chỉ cầm cái miếng pad này mình lau thì nó sẽ không ra được nhiều bụi bẩn như vậy đâu. Tuy nhiên là nói chung là cái máy này hỗ trợ rất là tốt trong cái việc mà làm cho da mình sạch, mình rất là thích. Rồi sau khi mà mình làm sạch da xong bằng cái miếng toner của Force RX đó thì mình thấy là da của mình tương đối là nó cũng đã được cấp ẩm rồi. Thì bây giờ mình sẽ bổ một chút xíu cho cái
Dior, là đây là dòng Dior Snow. Thì nói chung là hiện tại thì mình đang bị cùng Dior ấy, nên cái gì của mình nó cũng liên quan tới Dior hết trơn. Ví dụ như là mình mua túi hay là mua nước hoa hay là mua đồ skincare thì nó đều nó đều dính tới Dior hết. Nói chung là mình đang bị ghiền Dior nên đây là vấn đề của mình. Đây chỉ là vấn đề của mình thôi. Thì cái dòng lotion này á, thì các bạn sẽ thấy ở trong này nó có những cái hạt nanolity như thế này. Thì những cái hạt này lúc mà apply lên da thì mình cảm thấy rất là mát. Mặc dù mà lúc mình tham khảo về thành phần á thì mình cũng không tham khảo kỹ lắm. Mình chỉ cảm thấy là cái chai này nhìn nó đẹp, với lại lúc apply lên da thì nó dễ chịu nên mình hốt thôi. Thì có gì là các bạn có thể tham khảo trên thành phần của em này ở trên web hay là sao đó ha. Rồi, thì ở đây nó ghi là Brightening Moisturizing Lotion for Face and Neck. Thì cái chất căng của em này á, là nó sẽ làm sáng, đồng thời thì nó sẽ cung cấp ẩm nữa. Thì các bạn là mình thấy là tác dụng làm sáng của Essence thì mình cũng không có đặc nặng lắm. Tuy nhiên là mình thấy là lúc mà apply lên da, đây mình sẽ cho các bạn coi cái texture nó cũng không có bị lỏng quá. Đây là texture của nó, thì nó hoàn toàn không có bị lỏng quá mà nó kiểu nửa nửa, nó sền sền. Xong rồi mình thấy là nó rất là nhẹ, thứ nhất này đó là lúc đó đúng rồi, mình vươn lên tay vậy xong mình apply lên da, trời ơi siêu mát luôn, không nhọt, mát quá. Thì cái cách sử dụng cái máy Heraclea của mình là mình sẽ apply tất cả các sản phẩm skincare lên rồi sau đó mình mới chạy máy. Thì có một số cách khác nữa, ví dụ như là mình có thể cho ra cái miếng cotton xong rồi bắt đầu mình đi lên da, hoặc là mình apply thẳng kem dưỡng moisturizer lên cái máy này xong mình đi. Nhưng mà nói chung là mình không hiểu những cách đó nên mình cứ apply lên hết rồi mình mới làm gì làm đó. Thì bình thường mà sau cái viên ướt Essence này, hồi xưa thì mình hay sử dụng serum C. Tuy nhiên là từ cái ngày mà mình chuyển qua sử dụng các toner mà có DHA với AHA này, thì mình nói chung là mình không có hảo vitamin C nữa. Tại vì nếu mà vừa có DHA, AHA xong mình còn bút thêm vitamin C thì nó kiểu bị mặn quá. Da có thể là sáng hơn, nhanh hơn, tuy nhiên là nó sẽ rất là dễ bị kích ứng khi ánh nắng mặt trời. Rồi sau khi mà Essence mình đã thấy nó là hơi thấm vào da rồi, thì mình sẽ tiếp đến là mình sẽ sử dụng serum. Thì cái serum này cũng là của cái dòng Dior Snow luôn, đó là serum Essence of Light. Thì cái mà mô tả sản phẩm thì nó ghi như thế này: Here Concentrate of Light Brightening Milk Serum. Thì cái serum này sẽ dạng milk, thì có nghĩa là nó sẽ hơi đục một chút xíu, ngoài ra thì nó sẽ hơi sánh một chút xíu chứ nó không có lỏng lắm. Rồi tiếp theo là Cool Concentrate of Light, thì chắc là kiểu nó sẽ làm cho da mình tập trung ánh sáng hơn. Còn cái gì như thế nào? Rồi, nói chung là đây là một cái serum chuyên về làm sáng da và làm cho da có cảm giác là trong và mướt hơn. Thì về thành phần thì again thì các bạn hãy google giùm mình nha. Tại vì thật ra thì thành phần của cái nào mình thấy nó chả tốt, nhưng mà căn bản là lúc mình sử dụng trên da nó như thế nào thôi chứ. Chứ nói chung là thành phần của cả những thứ vớ vẩn, hơi vớ vẩn thì nó vẫn sẽ tốt mà. Đây là cái kết cấu của serum. Đó, nó sẽ hơi sánh như thế này. Đấy, thì nó nói chung là mình thấy là nó cũng kiểu sao ta, với lại cái kết cấu serum này nè thì nó sẽ thích hợp với những bạn mà da hỗn hợp thiên dầu, với lại cho tới da khô hơn là những cái bạn mà có da kiểu dầu ơi là dầu. Tại vì nếu mà những bạn mà có da dầu ơi là dầu thì cái serum này mình sẽ thấy nó rất là khó thấm. Tuy nhiên là đối với da của mình là da của mình không phải thuộc dạng quá dầu, nên nói chung là cái texture này với mình thì vẫn ổn. Ngoài ra thì mình không thích ở cái loại serum này nhất á, là bởi vì lúc mà mình đưa nó ra ngoài á thì nó không, ý là kiểu như mình lấy dư đúng không, thì nó còn đọng ở trên cái ống mình chút xíu. Thì khi mà mình bỏ vô vậy thì nó không tự động hút serum lại vào. Thật ra thì có rất là nhiều cái dạng serum, cái chai serum, cái packaging á, mà nó làm giống như là khi mà mình còn thường cái serum thì lúc mà đưa vào thì nó hút thẳng vào luôn. Ví dụ như hồi xưa mình sử dụng serum của cái gì được ta? Laneige, đúng rồi, một cái hãng như Hàn Quốc như Laneige. Cái packaging nó cũng đã xịn như vậy, tại sao Dior không làm xịn như vậy? Mình sẽ làm ấm trong lòng bàn tay, sau đó mình áp lên sao? Mùi dễ chịu quá. Mùi đúng dễ chịu luôn, nói chung là cái dòng này thì nó là cái dòng có mùi. Tất cả các sản phẩm trong cái dòng này đều có mùi hết, tuy nhiên là cái mùi rất là dễ chịu, relaxing lắm thôi. Trời ơi, cực kỳ thích. Nó không phải cái mùi rẻ tiền mà nó là cái mùi rất là đắt tiền các bạn. Thì nói chung là cái bộ sản phẩm này mua giá của nó cũng không rẻ lắm. Nói chung là lúc mà mình mua trong Takashimaya thì cái chai lotion á, cái chai essence thì nó tầm 1.7 triệu. Cái chai serum thì nó mắc, nó khá là mắc, hình như là gần 5 triệu, 4 triệu mấy, 3 triệu mấy, mình không nhớ lắm. Còn cái chai, còn cái hộp kem dưỡng nữa mà lát nữa mình sẽ show thì nó cũng mắc. Nói chung là mình nhớ là lúc mình mua cái bộ này thì nó cũng tầm sắp xỉ là 10 triệu tới 12 triệu một bộ.
thì nói chung là nó là cái giá tương đối là căng thẳng. Nói chung là như mình nói, mình đang kiểu nghiện đồ không nhiều không chị. Rồi nói chung là sau khi mình sử dụng xong cái bộ sản phẩm này thì mình sẽ, nói chung là mình thấy á, về cái tác dụng của cái bộ sản phẩm này á, thì nó cũng có làm cho da mình kiểu sáng lên, mẫn ra, với lại độ ẩm hơn. Nhưng mà có nghĩa, không có nghĩa là những cái sản phẩm khác mà nó rẻ hơn nó không làm được những chuyện như vậy á. Nếu mà những cái sản phẩm rẻ hơn, ví dụ như là của serum hồi xưa mình sử dụng của Hàn Quốc, serum T của Hàn Quốc OST 21.5 gì đó, thì nó mình thấy nó cũng có tác dụng nha, mình sáng hơn, có độ ẩm. Nhưng mà nếu như mà đợt này mình đang kiểu hơi hoang tinh. Rồi tiếp, sau khi mà mình apply cái serum này lên thì mình sẽ chờ cho nó đi vào da chút xíu, thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ sử dụng kem mắt. Thì nói chung là các bạn có thể thấy cái mà mình ghét nhất trên cái mặt mình đó chính là cái cồn khăn mắt của mình, thật luôn, nó rất là kinh khủng. Cái cồn khăn mắt của mình nó kinh khủng lắm luôn ấy, tại vì nói chung là mình đang theo cái hướng này thôi, xong rồi nó khuya các kiểu. Lúc mà mình apply kem mắt đó thì mình cũng dùng ngón út á. Thường thường mọi người sẽ dùng ngón áp út, không nên mình cũng nên dùng ngón áp út. Chung là cái này thì có thể là các bạn sẽ thấy là cái việc cầm cái ngón út màu như vậy thì nó không có đẹp lắm. Tuy nhiên là mình có những thứ mà nó thuộc về thói quen rồi thì ok, có thể phải sửa, tại vì ngón áp út thì cỡ gì cũng là cái ngón mà ít lực nhất, ai cũng dùng ngón áp út. Tiếp theo là bước kem dưỡng ẩm thì đương nhiên là không thể thiếu. Thì đối với bước kem dưỡng ẩm này mình cũng dùng kem của Dior luôn, và cũng là cái dòng Dior Snow này luôn. Thì đây, cái tên của nó là cái gì đó, xong rồi đó, không biết. Nhưng mà cái ở dưới này thì nó ghi công dụng là Brightening Refining Moist Cloud Cream. Thì nói chung là cái kem này tác dụng là làm trắng nè, Refining là giống như là nó làm ổn định da hả? I don't know. Sau đó Moist thì nó sẽ cung cấp dưỡng ẩm, Moist Cloud thì giống như là texture của nó sẽ nhẹ giống như cloud vậy đó, ok. Thì đây là cái texture của cái kem này. Các bạn có thể thấy là tại vì lúc nãy là tay của mình nó cũng đã rất là sạch rồi, sau khi mà mình rửa hết cả, nói chung là sau khi mà mình apply serum lên thì mình cũng có rửa tay lại một lần nữa, nên mình lấy kem trực tiếp kiểu này luôn. Nói chung là mình không có thích lấy bằng cái muỗng á, tại vì nó hơi bất tiện, cứ mỗi lần phải đi rửa cái muỗng xong rồi tìm cái muỗng, nói chung là mình thấy tay vệ sinh hơn. Thì đây là cái texture của cái kem này, các bạn có thể thấy là nó rất là nhẹ, nó kiểu siêu cấp nhẹ luôn. Nhưng mà nói chung là cũng không phải là quá đặc biệt đâu, tại vì các có rất là nhiều kem của Hàn Quốc khác, ví dụ như là của Tô Thái Shop thì mình thấy texture cũng rất nhẹ vậy. Nói chung là nói chung mình không có thần thánh hóa một sản phẩm mặc dù nó quá đắt, nhưng mà nó cũng tùy hợp da. Nếu mà da chúng ta hợp thì chỗ nào chiến cũng được. Đó thì mình sẽ thoa kem đều như thế này. Thì rất là nhiều người như mình nói lúc nãy là apply cái kem dưỡng này lên thẳng cái mặt kim loại của máy luôn, xong bắt đầu đi máy lên da. Nhưng mà mình thì mình hạ một cách là mình sẽ apply hết lên như thế này, xong rồi mình mới đi một lần. Nếu như mình tại mình lùi. Đấy, bộ thì nó cũng hơi thấm rồi này. Nói chung là cái dòng này thì nó dưỡng ẩm tốt, tuy nhiên là nó cũng thấm rất là nhanh, chứ nó không phải là kiểu ẩm nhạy ẩm rũ như là những cái hãng mỹ phẩm của cái gì ta, của châu Âu á, mấy cái nước giống như là hồi xưa nói chung là mình hay sử dụng mỹ phẩm của châu Âu, tại vì cái spa mình đi điều trị thì nó dùng mỹ phẩm của cái hãng đấy. Tuy nhiên là có rất là nhiều kem dưỡng ẩm mình thấy là mình kiểu không sử dụng được luôn, tại vì nó kiểu nó ẩm quá, xong rồi lúc mà lên da thì nó không thể nào khô được. Thì cái dòng này nó hay bị cái tình trạng đó. Thì tiếp theo mình sẽ bấm nút khởi động này. Lần này thì mình chọn cái chế độ thứ hai. Cái chế độ này là cái chế độ nó sẽ sản sinh ion để nó giúp cho là đưa cái dưỡng chất vào trong da mình, nó đưa sâu vào trong hạ bì da. Nói chung là nói một cách nguy hiểm thì nó như thế. Thì
chính là sử dụng cái sleeping mask này của sleeping mask của Laneige. Thì nói chung là cái này á thì mình mua trong cái đợt sale giá rẻ ảo, hình như 220 phải, 250 gì đó. Nói chung là cái mùi của nó rất là dễ chịu, dùng cảm thấy rất là thích. Lúc nãy quên nói về kem mắt không? Thì kem mắt mình đang sử dụng là của AHC. Thì là Real Eye Cream for Face. Gọi là Real Eye Cream for Face. Thì cái kem mắt này á, các bạn có biết là có cái đầu mà nó sale điên cuồng ấy. Nó sale hình như 80% từ 1 triệu xuống còn có 120 hay là 200 bao nhiêu đó một tuyết. Thế là mình bút luôn, thì mình thấy là sử dụng tới giờ thì mình thấy cũng ok. Nói chung là về kem mắt thì hiện tại chưa có biết gì nữa. Chương trình skincare về nói chung là rất là đơn giản đúng không? Chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà nó sao ta, mình cảm thấy là chừng này mà nó đủ là ok rồi. Mình không muốn mix quá nhiều là serum, hay là mình cũng không muốn apply một lớp dầu này hết. Tại vì hiện tại mình đang trong tình trạng lười, mình cảm thấy là bỏ chừng đó thời gian này mình skincare mình quá ghê rồi. Rồi, thêm một cái nữa là các bạn kiểu như nó sao ta, thì mình sẽ review một chút xíu về cái bộ sản phẩm Dior Snow này. Tại vì giống như là mình đang có thể đó là one brand focus luôn, trừ cái này, trừ cái môi với lại là trừ cái mắt, thì còn lại từ serum tới lotion tới kem dưỡng thì đều của Dior hết. Thì cái dòng Dior Snow này như mình nói là cái mùi rất là dễ chịu, cái texture của nó cả ba sản phẩm đều rất là ok cho da của mình. Tuy nhiên có những các bạn nào mà da dầu quá thì sẽ cảm thấy nó hơi nặng, do nó không phải là kiểu gel xong rồi một cái biến mất luôn, nhưng mà nó sẽ cảm thấy hơi nặng. Tuy nhiên là đối với cái sự trợ giúp của máy Hada Crea thì mình cảm thấy là nó không nặng quá nữa. Và ngoài ra thì cái dòng Dior Snow này mình cảm thấy là nó thật sự làm cho da mình sáng lên, không phải là sáng quá nhiều, tuy nhiên là nó làm cho da mình mẫn lên. Và dạo này thì mình cũng lâu lâu thôi là mình cũng có gian nắng, tuy nhiên là sau những lần gian nắng thì da mình không có cảm giác bị sạm xuống hoàn toàn đó. Thì đây là cái review của mình, nói chung là glance look thôi. Mình nghĩ là các bạn nên hoàn toàn đầu tư một cái máy này, tại vì cái máy này á nó chỉ có như mình nói là từ 5-6 triệu thôi, tuy nhiên là nó sẽ dùng cả đời được lượng lần, nói chung là không có hại lắm. Những cái trường hợp mà nên lưu ý là tránh dùng á, thì có thể là trong cái thời kỳ kinh nguyệt này, phụ nữ đang mang thai thì đó, thì những cái thời kỳ đó mình tránh ra. Còn lại thì nó sẽ giúp cho da mình, đầu tiên là nó sẽ giúp cho da mình sạch hơn. Thì đây again, lần nữa, nó làm cho da mình sạch hơn quá nhiều, nó giống như là giúp mình hút hết tất cả các bụi bẩn gớm ghiếc còn lại trong trên mặt vậy đó. Yeah, so many luôn. Thì nói chung là tới hiện giờ thì mình đang rất là hài lòng với chương trình skincare này. Thì hy vọng là chương trình skincare này một phần nào đó sẽ giúp được cho các bạn trong quá trình là nếu mà mình đang tìm hiểu một cái chương trình skincare nhanh nhưng mà nó vẫn giúp cho da mình sáng hơn, thì các bạn có thể tham khảo hết. Về cái review kỹ hơn về cái em này, cái em Masmo này, thì mình thấy là cái tác dụng gì đó của nó cũng không quá là chuyên sâu, nói chung là cũng bình thường tà tà. Tuy nhiên là với cái giá nó cũng rẻ, với lại là cái mùi thì dễ chịu, nên nói chung là hiện tại vẫn là đang kiểu favorite của mình. Kem mắt này thì bình thường, nó giữ cho vùng mắt của mình nó không có bị crease ấy. Không có bị, nói chung là độ ẩm, nên lúc mà make up lên thì nó không bị crease. Ngoài ra thì cái chức năng mà chống lão hóa hay là